Thưa quý vị, như đã thông tin trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đồng Nai, hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra tiến độ các dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hiện nay hai vướng mắc chính là mặt bằng và nguồn vật liệu săn lấp. Tỉnh Đồng Nai cần nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý các thủ tục để đẩy nhanh việc khai thác các mỏ vật liệu săn lấp. Các nhà thầu cần tập trung tối đa nhân lực, vật lực, khẩn trương thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án. Với dự án sân bay Long Thành, lãnh đạo ACV cho biết, đến nay tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án. Chính vì vậy, các gói thầu thi công xây dựng nhà ga hành khách, đường băng sân đỗ đang thi công đạt và vượt tiến độ. Và các cái gói thầu hiện nay là kèm đấy, gói thầu đường băng thì đã cũng là cũng có cái chỉ đạo rồi, các nhà thầu cũng quyết tâm thi công với cái tinh thần vừa thẳng cũng như là ba cao bốn kíp như thế này, cũng kể cả các nhà ga các gói đầu tư công khác cũng vốn này chắc chắn sẽ về đích cũng theo một lời muộn nhất hoặc là sớm hơn từ 2 đến 3 tháng. Với các dự án thành phần khác báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, dự án thành phần 1 đang thực hiện theo tiến độ, đảm bảo đồng bộ với dự án thành phần 3. Thị sát công trường, Thủ tướng đánh giá tiến độ đã cơ bản ổn, lạc quan hơn những lần trước nhưng không thể chủ quan vì thời tiết còn nhiều khắc nghiệt. Thủ tướng cũng biểu dương nỗ lực của Đồng Nai trong giải phóng mặt bằng, bàn giao 5.000 hecta đất. Cảm ơn nhân dân đã hy sinh rất nhiều khi đã nhường nơi ở, canh tác cho dự án để bàn giao mặt bằng cho công trình. Công trình này mang tính biểu tượng của cái nhiệm kỳ này, nhưng mà cái đường sắt biểu tượng của cái kỷ này, báo cáo với công chí thế, đấy là những cái công trình mang tính biểu tượng, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng rất là lớn. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập trung ra triển khai. Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tiếp tục triển khai công việc với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm việc 3K 4 kíp để sân bay Long Thành hoàn thành trước 31 tháng 12, 2025, thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước